nem nướng Bà Hùng. Khanh giới thiệu quán nem nướng lên clip em. Tỏi tỏi đen hay tỏi trắng vậy? Đây là tỏi cô đơn. Ăn nem với tỏi à? Ừ. Nếu bao tỏi bẹ nó xé ra nó không nội. Nếu bạn muốn tăng thêm hương vị thì bạn có thể ăn kèm thêm này. Rồi, mà cái này là tỏi bẹ mà, tôi đưa lao. Tỏi cô đơn. Tỏi bẹ tao xé ra đó. Ừ, cô đơn. Đúng rồi đó. Bẹ tao tách ra. Tỏi này nhập từ đảo về nè. Rồi Lý Sơn phải không? Ừ. 45.000 phần một người. Ê sao mình không kêu nước uống luôn Pepsi bữa không gì đi? Kêu Pepsi luôn. Chị đâu giới thiệu quán à... Chào khán giả này chị Tư. Đang đi với bạn ơi. Nem Bà Hùng. Dạ em có ạ. Này 3 phần hả? 40 chén rau sống, nước chấm hầm ánh. Ngon chị được. Quán quá trời đồng. Thank you.
gì nhỉ? Em có về luôn không anh? Đã trúng miếng bánh tráng không miếng? Trời ơi, cuốn đại hai miếng đi, ăn ra mà no là em không đâu. Quay cách mày cuốn à, chúng ta không quay mày ăn hơn, tao đi. Cho mày cuốn, cuốn bộ chưa to cho con. Năng đi nhẹ mình quấy hoài. Bên kia còn không sớt bên tay con hả? Ăn bãi ăn đại nha, ăn bãi. Ăn mà ăn đại, ta ăn thiệt chứ ăn đại gì. Đưa chiên sớt rồi mới sớt. Rau được rồi đó bà con. Không ăn hành được thôi. Biết hiểu chị Tư vậy. Dĩa rau kìa ở giữa nè. Tư không cắn mà chị đưa ăn không được chứ được. Này Phương cuốn rau ăn nổi không? Cuốn rau với dưa leo ăn được á. Dưa leo là 7 phần. Tương nè. Đây 3 phần, dưới đây 2 phần. Dưới đây 3 phần. Thử đi.